Từ bữa giờ chuyển Lan qua học trường mới. Con nó học sao rồi? Yeah. Fine. Thank you. Bà có nghe tôi hỏi bà cái gì không? Bà ngồi xí xui xào hoài vậy? Thì tôi đã trả lời ông rồi đó. Tôi trả lời bằng tiếng Anh. Có nghĩa là tốt, tốt lắm á. Ai mà nói tiếng Việt nữa. Nói tiếng Việt bây giờ á là lỗi thời, là xưa rồi đó ông. Mình là người Việt, phải nói tiếng Việt. Mắc mớ gì xưa? Ông ơi, ông phải tính xa chứ. Mai mốt gia đình mình đi ra nước ngoài định cư rồi, thì bây giờ mình phải tập nói tiếng Anh, rồi mình phải làm quen với văn hóa của người nước ngoài, để mai mốt mình qua bên đó mình dễ hội nhập. Nghĩ sao mà cả gia đình mình đi nước ngoài? Công chuyện của tôi ở đây á, đầy đàn này đóng. Ở đây tôi còn kiếm tiền để cho con Lan đi du học. Nếu bà thích đi, bà đi với nó đi. Đi là phải đi hết cả nhà chứ. Thưa ba mẹ, con mới học về. À, con. Ngồi xuống đi con. Nè con phải nói tiếng Anh chứ. Nói tiếng Anh mọi lúc mọi nơi nghe chưa con? Nói như người bản xứ vậy. Con phải nói thường á thì con mới giỏi được. Mà con giỏi thì ba mẹ mới giỏi theo con chứ. Nhưng mà con có chuyện này muốn nói với mẹ. Ở chuyện gì con cứ nói đi. Nhưng mà phải nói bằng tiếng Anh nghe. Nhưng mà con nói tiếng Anh rồi ba mẹ có hiểu không? Con chưa nói sao con biết là mẹ không hiểu? Bây giờ con nói đi, con nói xong mẹ mới cho con về phòng. I'm sad, I'm tired, I don't want Con nói vậy làm sao con? Con không biết, mẹ tự tìm hiểu đi. Con không ăn cơm đâu nha, mẹ đừng có kêu con á. Con. Sao nghe nhức đầu quá. Con nhỏ này. Chẳng lẽ con mình đẻ ra nó nói cái gì mình cũng không biết. Tôi thấy không ổn đâu nha bà. Ủa mà con mình nó bị sao vậy? Đi học về mặt mày khó chịu. Hay là ở trường có chuyện gì? Nó đang làm mình làm mãi với tôi đó. Nó nói là bây giờ nó không có thích học trường mới, nó muốn về trường cũ học lại. Chắc con nó vào môi trường mới cho nên chưa có quen, đâm ra chán nản. Bà coi gần gũi con để khuyên lơn nó. Ông yên tâm đi, giao việc đó cho tôi. Ừ. Trời ơi, tôi dặn bà hôm nay nấu cơm canh chua với cá kho mà. Trời ơi, sao ông lại cứ đòi ăn những cái món quê mùa đó hoài vậy? Tối ngày bà cứ quanh đi quẩn lại mấy cái món này, tôi ăn không hợp. Ăn đi để mai mốt á mình quen cái khẩu vị, mình qua bển á mình dễ thích hợp với cuộc sống hơn nghe. Đó nè, ông ăn thử đi, ngon lắm, tôi nói thiệt mà. Tôi ngán quá. Ăn đi. Ăn nữa hả? Ngon không? Cái gì vậy? Tôi đây nè. Tôi buồn quá, bà đi mua thuốc cho tôi đi nha. Tôi lấy thuốc. Ôi, trời ơi. Quần này áo nọ nhìn thấy ghê quá bà ơi. Trời ơi, tôi đi học nhảy đầm mà ông thì phải sửa soạn vậy thôi. Mình phải có cái để mai mốt mình qua bển mình giao tiếp với người ta chứ. Thôi, bà đi mua thuốc. Tôi uống nhẹ lại đi. Mà tôi nói thiệt, cũng tại bà. Mấy ngày nay bà cứ ép tôi ăn những thứ mà tôi không hợp. Bây giờ bụng nó lên sình. Tôi đau quá, tôi đau tắt cả ruột. Trời ơi, cái đó là tại bụng của ông yếu thôi. Chứ tôi ăn cũng y như ông, tôi có bị cái gì đâu. Thôi, Bây giờ uống thuốc đúng không? cái mua thuốc cho tôi nhanh. Không cần mua, thuốc có liền đây nè. Đó, thuốc gì cũng có hết trơn á, nguyên một bao đây nè. Đó, thuốc bổ, thuốc đau bụng, thuốc tim, thuốc gan gì cũng có hết trơn. Trời, bà muốn mở đại lý thuốc hay sao vậy? Thuốc mà bà làm như bánh kẹo mà buôn lận bao. Hàng ngoại đó, tôi mua mấy chục triệu lận á. Thôi, bà ra đầu hẻm có tiệm thuốc tây á, bà mua giùm tôi đi. Tôi nhìn thuốc của bà tôi sợ quá. Tôi không uống đâu. Tôi ra đầu hẻm tôi mua. Ây da. Đợi lâu dáng chịu nghe. Tôi uống nhanh nhanh. Được rồi. Lại lại. Ui. Ơi. Nè, cái này là thuốc đau bụng nè. Đó. Ông thấy thuốc của tôi hay ghê chưa? Uống một cái là êm ru liền hả? Ông ơi, dậy ăn cháo đi ông. Ông ơi, dậy ăn cháo nè. Ông ơi. Trời ơi, sao mà mình nãy tay chỉ có bệnh nhắc vậy nè.
Ông ơi, Lan ơi, Lan. Lan ơi, ông ơi, ông dậy đi không? Ông ơi, ông đừng có làm tôi sợ mà. Dậy đi ông ơi. Cũng may á là ông không có sao hết. Ông mà có bề gì á chắc là tôi ân hận cả đời luôn á. Bà quăng hết mấy thứ đó cho tôi đi. Bớt chính ngoại lệch, hại tôi thấy không? Tôi biết, mà tôi bỏ hết rồi. Còn nữa, ăn uống sinh hoạt lại bình thường cho tôi. Mấy chục năm qua ăn uống sao thì cứ giữ như vậy. Ngày ba bữa quen rồi, đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc. Mà uống thuốc là phải theo toa của bác sĩ, chứ không phải hàng sách tay, hàng không rõ nguồn gốc gì của bà. Tôi biết rồi mà ông. Chưa hết đâu. Bà dẹp luôn mấy cái trò mà lố lăng, nhảy đầm nhảy nhót, nói xí xô xí xào, tiếng Tây tiếng U gì của bà đi. Tôi hứa là tôi sẽ bỏ mà. Có chuyện gì vậy? Không có gì hết á. Bà giấu tôi chuyện gì phải không? Dạ. Bà ngoại tình phải không? Dạ không phải. Không phải đâu ông ơi, không phải. Bà im đi. Bà quá lắm rồi. Bà lén lúc, bây giờ bà còn muốn phân bùa nữa. Dạ không có. Hèn gì đồ gì nước ngoài, xính ngoại, nhảy đồng, học sống sao cho trẻ, cho tiến bộ. Té ra là bà ngoại tình. Bà đi ra khỏi nhà tôi. Ông ơi ông. Đi đi. Ông ơi không phải như vậy đâu ông. Ông bình tĩnh, ông nghe tôi giải thích nè ông ơi. Tôi bị người ta lừa, tôi bị hại thiệt mà ông. Cái thằng đó đó, nó cố tình chụp những cái tấm hình mà lúc tôi đang học nhảy đó, những tấm như là ôm eo các kiểu, rồi nó nói với tôi đó, nó sẽ gửi những tấm hình đó cho ông để nó tống tiền tôi đó. Chứ thực ra là tôi không có ngoại tình gì hết á. Bà nói có thật không vậy? Dạ tôi nói thiệt, không tin. Ông đưa cái điện thoại đi. Ông coi đi. Thấy bà say lầm chưa? Bà thấy tai hại chưa? Bọc đồi, chính ngoại, để bây giờ nước ngoài chưa đi được mà gia đình muốn tan nát ở đây rồi. Tôi biết lỗi của tôi. Tôi xin lỗi ông. Tôi hứa với ông là tôi bỏ. Tôi chừa mà ông. Bây giờ bà đưa tôi đi gặp thằng đó liền, để tôi xử nó về cái tội chính hại người khác. Bà uống nước đi. Công nhận nha, có ông đi với tôi đó là mọi chuyện giải quyết êm đẹp liền á. Từ đây về sau đố nó dám làm bậy với ai nữa. Sao nguyên ngày hôm nay tôi không thấy con Lan đâu hết trơn vậy? Ha, ông nhắc tôi mới nhớ, tôi không thấy con Lan đâu hết. Ok, có tờ giấy gì trên bà học? Trời ông ơi, chết rồi. Chuyện gì? Con Lan nó viết thư nó để lại, nó bỏ nhà đi rồi. Để tôi coi, con quá mệt mỏi. Giờ ngột ngạt ở trường mới, con học không theo kịp, và cũng không có bạn bè. Con đã nhiều lần xin mẹ quay về trường cũ, nhưng mẹ cấm. Cứ bắt phải học để đi du học. Con chịu hết nổi rồi, chỉ còn cách bỏ nhà ra đi. Con xin lỗi ba mẹ. Trời đất ơi. Bà ơi là bà,
con nó bị áp lực như vậy, tại sao bà không nói với tôi một điều nào hết trơn vậy? Tôi cũng đâu có ngờ là con mình nó bị áp lực như vậy đâu. Tôi cứ nghĩ là mình đóng tiền cho nó học trường quốc tế, tốn nhiều tiền vậy thì nó sẽ thích học, rồi nó sẽ hợp với trường với lớp, chứ tôi đâu có dè như vậy đâu. Cũng một phần do lỗi tôi, ham sinh ngoại giống bà. Tôi hại con tôi rồi. Bây giờ mình làm sao để tìm con hả ông? Làm sao bây giờ? Còn làm cái gì nữa? Bà gọi điện hỏi thăm bạn bè cũ của nó coi sáng giờ có gặp con Lan không? Còn tôi lên công an trình báo coi sao đã. Ba mẹ. Con. Chào cô. Con ơi. Cô giáo, cô đã tìm cô Lan về giúp đó hả? Cảm ơn cô thật nhiều. Khoan, mời cô ngồi đi cô. Dạ dạ được rồi ạ. Mời cô dùng nước. Dạ cảm ơn anh. Dạ thưa anh chị, thật ra chuyện này thì cháu Lan cũng đã tâm sự với tôi từ rất lâu rồi. Và tôi cũng có nói với cháu là con hãy chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, những mong muốn cũng như những cái mà khó khăn mà cháu gặp phải khi ở trường mới với ba mẹ. Nhưng có lẽ là hai bên chưa có hiểu nhau, đâm ra cháu nó có những cái suy nghĩ dại dột. Nhưng cũng rất là may là cháu nó đã đến tìm tôi trước. Tôi biết là tôi sai rồi. Cũng may nhờ có cô. Tôi đã không chịu tìm hiểu con gái mình, không lắng nghe con mình nói, mà cứ muốn áp đặt con theo cái suy nghĩ của mình không à. Cô à, chúng tôi sẽ chuyển cháu về trường cũ. Mong cô hỗ trợ cho cháu về trường cũ và bạn bè của nó. Ba nói thiệt hả? Ba cho con về trường cũ hả ba? Đúng rồi. Ba mẹ sẽ không ép con theo cái ý định của ba mẹ nữa. Con cứ học, cảm thấy học tốt là được rồi. Hiểu đạo lý và phát huy hết khả năng của mình thật tốt là được con. Con à, mẹ cũng hứa với con á, là từ nay mẹ sẽ gần gũi con nhiều hơn, lắng nghe những gì con nói, chứ mẹ không áp đặt con giống những gia đình khác nữa. Trong tương lai á, nếu như con muốn học ở đâu, con muốn cái gì á, con cứ bàn bạc với ba mẹ đi, rồi ba mẹ sẽ lo cho con nha. Dạ con cảm ơn ba mẹ. Anh, thứ bảy tuần sau đám cưới của em, đến chung vui với em nha. Thiệt, hẹn anh đi cà phê mà không có thời gian xíu nào hết. Em còn quá trời thì phải mời người ta nữa. Chắc em hẹn anh bữa khác nha. Gặp nhau ở trong đám cưới của em. Chị nha. Ông nghĩ coi tức không? Yêu nhau mười mấy năm trời, biết bao nhiêu là tình cảm sâu đậm, ông biết rõ rồi đúng không? Tự nhiên bây giờ mới chia tay đây, còn lấy người khác. Có phải là giận tôi, vì ghét tôi nên mới lấy đại đúng không? Ông còn nhớ chứ, cái lúc mà ông học đại học không có tiền đóng học phí, Linh là người nè đi học đi làm kiếm tiền đóng học phí cho ông. Đúng không? Được. Và khi ông ra trường, ông chật vật không kiếm được công việc ổn định, Linh là người lo cho ông miếng ăn nè và đóng tiền nhà cho ông. Rồi khi ông kiếm được việc làm thì mẹ lại bị bệnh, không có ai chăm sóc luôn. Cũng chính là Linh thay ông chăm sóc mẹ của ông để ông có thời gian đi làm kiếm tiền. Cũng chính vì vậy mà cậu lỡ mất suất đi tu nghiệp ở nước ngoài. Đó, vậy đó. Tại sao tôi hỏi không à? Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu khổ cực, suốt bao nhiêu năm trời như vậy mà cậu không than trách, không đòi chia tay tôi. Vậy thì bây giờ sao? Tôi thành công. Thành công rực rỡ, được công ty đề bạt, được nhận thưởng, được đề xuất làm trưởng phòng kinh doanh. Vậy mà bây giờ cậu đòi chia tay tôi là sao? Tôi không tin. Tôi không tin. Không cam tâm.
Cẩn thận nha. Anh gắn qua bên đây luôn đi cho nó xa xa đi đẹp. Thôi anh đi làm nha. Người này nhìn quen quen. Hắn ta chính là bác sĩ chăm sóc cho Linh lúc Linh bị tai nạn mà. Vậy ra họ đã thẩm thục từ lâu rồi. Ông nghĩ coi, có tức không? Trời, có gì đâu tức. Cái chuyện mà bác sĩ mà quay bệnh nhân là chuyện bình thường. Chắc chắn Linh ăn bù mê thuốc lú của người đó rồi, cho nên mới quyết định vội vàng nhanh chóng như vậy. Hay là gì à? Còn giận tao, ghét tao, cho nên lấy đại cho qua vậy. Rồi bây giờ ông tính sao? Phải phá cái đám cưới này. Nó giỡn rồi, nói thiệt vậy ông? Nhìn mặt tôi giống nó giỡn lắm hả? Ê, tôi có mấy phương án phá cái đám cưới nè. Nói thử nha. Sao? Quyết định gì đi. Nhật Linh. Ủa? Sao anh ở đây? Có chuyện gì hả? Hôm nay muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì bữa khác mình nói nha. Bây giờ em bận lắm, phải tranh thủ đi ra tiệm makeup để còn kịp vào đón dâu nữa nha. Anh làm gì vậy? Hôm nay phải nói chuyện với anh rõ ràng, dứt khoát. Em anh còn chuyện gì đâu mà nói. Mình chia tay lâu lắm rồi. Thằng đó nó hơn anh chỗ nào mà em chấp nhận nó, không cho anh một cơ hội? Nó hơn anh chỗ nào? Anh muốn nghe đúng không? Đúng. Nếu anh muốn nghe thì ngày hôm nay em sẽ nói hết tất cả mọi thứ cho anh biết đúng một lần thôi. Anh có nhớ cái ngày em nằm viện không? Cái ngày hôm đó cũng là cái ngày anh được công ty khen thưởng và thăng chức đó. Em đã nghe được hết toàn bộ cuộc điện thoại của anh ngày hôm đó. Cô ấy chỉ bị say xét nhẹ ngoài da thôi. Nhưng mà lúc bị té, cô ấy bị đa phần đầy. Riêng phần đó thì cần phải nhập viện để chúng tôi theo dõi. Dạ. Xin lỗi bác sĩ, tôi có gì chút xíu. Con nghe nè mẹ. Alo, sao rồi con? Dạ, con bị quẹt xe. Con không sao hết á. Chỉ có Linh là bị thương thôi. Khổ ghê gì đó. Con phải chạy da chóc dãy bao nhiêu năm trời khổ cực mới có được như ngày hôm nay. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập công ty mà con được khen thưởng, được thăng chức nữa. Vậy mà Linh bị tai nạn. Biết vậy là con không có chở Linh theo rồi. Xui sao á. Chuyện đã lỡ rồi. Mà con Linh bị tai nạn có nặng không vậy? Giờ con tính sao? Không có sao hết á. Con tính đó là để Linh ở đây, con có nhờ bác sĩ y tá chăm sóc giùm rồi. Con bây giờ phải lên công ty nhận thưởng. Phải nắm bắt cơ hội này, không thể bỏ lỡ được. Kỳ không con? Dạ, có gì đâu kỳ mẹ. Bây giờ con không tới á, là con mất cơ hội thăng tiến đó. Con đi xong á, là con sẽ về vô bệnh viện thăm Linh mà. Mẹ đừng có lo, con đi nha mẹ. Thôi, cô đừng có buồn nữa. Chắc là ảnh bận việc thôi mà, thông cảm cho ảnh đi. Đàn ông đi ra ngoài làm việc khó tránh khỏi mấy trường hợp bất khả kháng lắm. Với lại phần đầu của cô vừa mới bị chấn động, cần phải nghỉ ngơi nhiều, không có được kích động đâu. Tôi đi ra ngoài trước nha. Nếu như mà có gì thì cô cứ nhấn chuông. Đã mấy ngày trôi qua rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện hả?
Ở trong đây toàn là mấy món cô thích không á. Cô nhớ ăn cho mau khỏe nha. Bác sĩ, cảm ơn nha. Không có gì. Tôi đi nha. Nhớ ăn đó. Cô đã được xuất viện rồi mà anh ta vẫn chưa xuất hiện nữa. Nếu như cô cho phép, tôi có thể đưa cô về được không? Nhưng mà bác sĩ còn bận làm việc mà. Tôi sắp xuống ca rồi. Anh có biết lúc đó em cần anh ở bên cạnh em như thế nào không? Còn anh thì sao? Anh chỉ biết lo tất bật hưởng thụ những thành công mới của mình. Còn anh Thành thì khác. Anh chỉ là một người xa lạ, vậy mà anh chấp nhận chăm sóc em một cách vô điều kiện. Cái chuyện này anh đã giải thích cho em rất rất nhiều lần rồi. Anh đã phải nỗ lực và cố gắng biết bao nhiêu mới có thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Tất cả mọi nỗ lực và cố gắng của anh là vì ai? Là vì tương lai của anh với em đó. Là vì tương lai của em với anh hả? Thật ra chỉ là một mình anh thôi. Tương lai một mình anh thôi, không có em. Anh ngẫm lại đi. Những lúc mà anh khó khăn, anh khổ sở, người đầu tiên anh nghĩ tới là ai? Là em. Nhưng mà tới khi anh đã có thành công, anh có tiền, anh có tất cả mọi thứ trong tay, anh có sự nghiệp, thì người đầu tiên anh nghĩ tới phải là em. Còn anh Thành thì khác. Cho dù anh ở bất kỳ cuộc vui nào, anh cũng phải đều chờ em tới thì anh mới bắt đầu. Hơn 10 năm, 10 năm em ở bên cạnh anh, anh tưởng dễ lắm hả? Là cả một thanh xuân của con gái mà anh. 10 năm em chấp nhận cùng anh trải qua biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu khổ sở. Vậy mà chỉ vì một lần em làm lỡ việc của anh, mà anh nỡ lòng nào anh nói những câu nói như vậy với em? Vậy thì tương lai ra sao? Anh có thành công hơn, anh có nhiều tiền hơn, anh có địa vị cao hơn, thì cái vị trí của em nè trong trái tim của anh có phải càng ngày càng nhỏ bé hơn? Lúc đó em chỉ tự chuốc lấy đau khổ cho em thôi. Thế nên là em đã quyết định chia tay anh. Anh. Em. Sao anh tới đây? Sao em chuẩn bị sớm vậy? Còn hơn cả nửa tiếng nữa mới tới giờ mình hẹn bên trang điểm mà. Thì tại vì em ngủ không được, với lại em cũng sợ trễ giờ nên tranh thủ. Nhưng mà sao anh qua đây vậy? Anh phải ở nhà chuẩn bị đám cưới chứ. Còn khách khứa đông lắm. Không sao đâu, dù bận cỡ nào anh cũng phải ưu tiên thời gian cho em. Phải tự anh chở em đi make up, để cho em trở thành cô dâu đẹp nhất của anh chứ, đúng không? Đúng là mình không thể so sánh với anh ta trong cách yêu thương và trân trọng cô ấy. Thôi, mình đi em. Dạ chào anh, tụi em đi trước. Thôi, có gì đâu mà buồn. Người ta đã nói như vậy rồi, thì đi về, ở đây chi nữa. Sau tất cả mọi thứ á, thì bây giờ ta không còn buồn nữa. Ta đã ngộ ra một điều. Cô phụ nữ có thể hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vì một người đàn ông.
nhưng mà phải là một người đàn ông chân thành thì mới có thể nắm tay cô ấy đi trong ngày cưới và đi trọn cuộc đời này. Anh ta tốt hơn tao rất nhiều. Linh ở bên cạnh anh ấy sẽ tốt hơn tao, sẽ hạnh phúc hơn. Nói thiệt với bà, bực mình hết sức vậy đó. Tôi là tôi đã cấm mà ông không có được ghé vô cái quán con nhỏ đó rồi. Vậy mà không biết nó cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì mà ngày nào không có ghé vô đó ăn hồn vịt lộn là ông không yên. Tôi mới bực bội đây nè. Gì nữa? Trời đất ơi, từ hồi mà con nhỏ nó mở quán hồn vịt lộn tới giờ, mấy thằng cha nội đàn ông á, ngày nào cũng bu lại ăn hồn vịt lộn hết trơn à. Riết rồi bây giờ người ta quên luôn cái mùi thơm ngon béo ngậy của cái miếng sườn nướng quán cơm bà Hồng này luôn rồi đó. Ủa mà nè, mà sao bữa nay sao bà Xuân bà tới trễ vậy ta? Bà đi rút tiền rồi. Cái hội của mình bây giờ á, bà Xuân là sướng nhất ha. Có được đứa con trai đi nước ngoài, gửi tiền về đều đều mỗi tháng. Chồng thì mất lâu rồi, phần đời còn lại của bà không có cần phải lo làm gì hết. Chỉ việc ăn ngồi không mà hưởng phước thôi, đâu có như chị em mình. Hey, mới nhắc tới. Chào chào. Ôi, nhắc tới liền luôn nghe. Bữa nay tôi đi rút tiền, mà rút hơi nhiều cho nên chờ lâu một chút. Nhưng mà có một khoai lang cho tụi mình ăn nè. Ăn đi, ngon lắm mà, khoai bùi lắm. Tưởng chuột lỗi gì mới lãnh tiền mua khoai lang. Ngon mà. Ngon mà, có ngon bằng hột vịt lộn quán con Liên không? Hồi tối hôm qua chồng của bà về trễ lắm đúng không? Ừ. Ủa mà sao bà biết? Tôi là tôi thương bà lắm đó ngang. Tôi phải hy sinh cả giấc ngủ của tôi để mà tôi rình chồng bà giùm bà đó. Hả? Có cái gì nói lẽ? Tối hôm qua đó, ở quán hộp vịt lộn của con Liên á, khi mà khách khứa người ta đã về hết trơn rồi, chồng bà nha, vẫn còn ở lại đó. Ở lại đó làm gì? Còn hỏi nữa, ông ở lại đó ha, ông dọn dẹp quán giúp cho nó, ông đem đồ đạc đồ vô trong đó, rồi ông ở trong nhà đó mấy tiếng đồng hồ luôn. Trời đất ơi! Đến nỗi tôi ngồi ngoài đây tôi ngủ gục luôn mà, đến khi tôi giật mình mấy tiếng đồng hồ tôi dậy á, thì tôi thấy ông từ trong nhà nó mới ra. Rồi mà mặt mày hớn hở nha, rồi còn sửa tóc tai, sửa quần, sửa áo nữa. Cái con này nó dám phá hoại hạnh phúc gia đình tôi hả? Con này tôi cho nó biết tay. Con này Liên phải không? Đâu trời, tự nhiên kể cái gì cho bà đi rồi kìa. Nhanh đồ đàn bà lăng loạn giật chồng người khác. Mày á, mày giật chồng người khác phải không? Cái thứ lăng loạn. Cái gì vậy? Sao mày đánh người ta? Ông đánh đi, chưa tới lượt ông là tiếp. Tôi giật chồng có hồi nào vậy con á? Mày còn cãi nữa hả? Bà Xuân, bà nói cho nó câm miệng được rồi coi. Cô Liên à, tôi biết á là phụ nữ đơn thân phải dựa dẫm vô đàn ông thì mới sống được. Nhưng mà cô ơi, ở đây toàn là người trong xóm không hà. Cô vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Với lại mình là phụ nữ mà, phải biết giữ nhân phẩm của người phụ nữ. Trời ơi, từ trước tới giờ con ở đây làm ăn buôn bán đàng hoàng nuôi con của mình. Tự nhiên cái bữa nay cái mấy cô qua đây, mấy cô nói con giật chồng này nọ là sao? Không ai tin lời cô nói đâu, người ta chỉ nhìn vô cái việc của cô làm thôi. Con sợ là cô cũng không có nhìn vô những cái chuyện con làm, mà cô chỉ tự suy diễn thôi à. Cái gì? Suy diễn hả? Vậy chứ tôi hỏi cô nè, mắc mới gì mà ông Chiến không phải qua đây, rồi ông đẩy hàng, ông dọn hàng phụ cô. Rồi á, tại sao á, cô là người phụ nữ đơn thân, nửa đêm nửa hôm để cho đàn ông ở trong nhà cả buổi vậy? Cái đó không gọi là gian tình chứ gọi là cái gì? Sao? Nói đi. Trời ơi, ngày hôm qua bé Bông nó bị sốt co giật, xong rồi con mới đưa bé Bông đi bệnh viện. Sẵn có chú Chiến ở đó cho nên là con nhờ chú coi quán giùm con luôn. Con không có biết là chú Chiến dọn hàng giùm con lại càng không biết là chú Chiến đem đồ vô nhà cho con. Sáng ra chú Chiến kể cho con nghe con mới biết đó. Đúng rồi, hôm qua tôi bưng cái nồi cháo vô nhà cô dấp té, đổ lầy nguyên cái nền. Rồi tôi dọn mất mấy tiếng đồng hồ, chẳng lẽ tôi bỏ tôi về. Ủa bà Xuân, vậy là ba cái chuyện này á, bà đặt chuyện ra nói tầm bậy bạ không chứ gì? Bà thấy chưa? Trời ơi, ngoại tình thì có bao giờ ai mà chịu nhận đâu. Bất tận tay dai tận mặt còn chưa chịu nhận nữa kìa. Bà bớt cái diễn lại đi. Thôi đi về. Về đi, về làm gì dưỡng lại. Đứng đó nè. Mau đi đổi bây giờ. Alo, tôi nghe nè. Cái gì?
Con Xuân ơi. Hoàn cảnh của tôi bây giờ mấy bà cũng biết rồi đó. Con trai với con dâu của tôi đột ngột bị tai nạn qua đời. Bây giờ tôi phải một mình lo cho hai đứa cháu. Thật ra thì thằng con trai tôi ở bên đó, nó cũng không có dư giả gì đâu. Còn tôi á, thì tôi cứ ỷ ỷ vô con mình không hà, cho nên không có lo tích cóp gì hết á. Tới hồi đụng chuyện thì không có tiền. Còn bao nhiêu tiền á, tôi lo rước hai đứa cháu về đây là hết rồi. Bây giờ mấy bà thương tôi, mấy bà giúp đỡ tôi đi, cho tôi mượn tiền cho mở cái quán nước nho nhỏ, kiếm đồng ra đồng vô để mà nuôi cháu nha. Thì có nghe chị kể vậy á, tôi cũng thương đứt ruột vậy đó. Nhưng mà giúp thì chắc là tôi giúp không được rồi. Tại hai vợ chồng á, có bao nhiêu tiền mới gom góp hết để lo công chuyện cho thằng con trai. Bây giờ á, tiền dư không có còn. Chị thông cảm nha. À, cũng trễ rồi, tôi phải về lo cơm nước cho chồng con đây. Thôi hai chị có gì ở lại nói chuyện gì về sao. Tôi về trước nha. Dạ. Ơi, trời sao về ngang vậy? Hết vui à. Bà Hồng, nể tình chị em bạn thân thiết mấy lâu nay, hay là bà giúp tôi nha. Tôi cũng nói thiệt, tôi với bà thì thân thiết với nhau dễ rồi. Nhưng mà ngặt nổi á, ông chồng tôi cũng khó chịu lắm. Hồi trước tới giờ á, ông cho vay lấy lãi không à, mà ông lấy lãi cao nữa. Bà mượn khơi khơi vậy á, ông có chịu đâu. Bà chịu giúp tôi á, là may cho tôi lắm rồi. Tiền lại tôi trả được mà. Nhưng mà tôi nói trước à, ông lấy lãi cao đó, bà nhắm bà trả nổi không? Trả nổi thì mới mượn rồi nha. Chị ơi, cho em pha chai nước ngọt. Dạ. Cho anh ba chai luôn nha em. Dạ có liền. Cô Xuân, đi qua quán con 5 chai nước ngọt nha. À, nhưng mà cô Xuân làm lẹ lên không có khách đợi kìa. Bên quán cô có bán nước mà. Không sao đâu, cô Xuân cứ đem qua bán đi. Dạo này con lu bu quá cho nên là chắc là con cũng không có bán nước nữa. Dạ, nhưng mà tôi... Nhanh lên nha cô, để không có khách đợi đó. Cảm ơn cô. Dạ. Có tiền trả cho tôi chưa? Thư thả cho tôi vài bữa nghe. Tôi không có cần biết nha. Bà bán đắt bán ế, bà làm cái gì kệ bà. Tới ngày tới tháng phải đóng lời cho tôi. Còn không á hả, tôi gom hết cái quán này nè. Đừng mà, quán tôi hổm rài á, bán cũng không được bao nhiêu. Tiền thì lo cho hai đứa nhỏ cũng không đủ. Nhưng mà tôi hứa vài bữa nữa tôi sẽ trả mà. Tôi không có muốn nghe bà hứa thêm một cái lời nào nữa hết trơn á. Biết mượn tiền thì phải biết đóng lời cho tôi chứ. Không, cứ nghĩ đến tình bạn thân thiết của mình từ hồi đó tới bây giờ. Hồng để cho tôi vài bữa đi, tôi trả đủ mà. Tình bạn là tình bạn, tiền bạc nó ra tiền bạc chứ. Tôi làm cái nghề thì có giấy tiền lời mà. Ai tôi cũng thông cảm hết. Rồi thiên hạ xù tôi hết tiền hay sao? Nhưng mà... Không có nhân gì nữa hết. Bây giờ mà không có tiền trả cho tôi chứ gì. Mày, điện thoại kêu thằng Sáu Thẹo lại gom hết quán cho tao. Đừng mà Hồng. Dạ, khoan đã. Cô Xuân, cô thiếu cô Hồng bao nhiêu tiền? Có mười mấy triệu chứ bao nhiêu. Lằng nhằng hoài không có trả hả? Còn cô nữa, có tiền trả giùm bà không mà xía vô. Cô Xuân ơi, bây giờ cô Xuân cầm đỡ tiền của con trả cho cô Hồng trước đi, rồi còn để cái quán lại làm ăn buôn bán nữa. Không được đâu, cô làm phiền con nhiều lắm rồi, bây giờ cô không dám nhận tiền của con nữa đâu. Bây giờ hàng xóm láng giềng cô Xuân đừng có ngại nữa. Tôi mệt quá, đưa đây tôi cầm luôn đi. Đó, không có tiền rồi, người ta đưa thì cầm đại giùm cái. Ủa rồi có nhiêu đây sao đủ? Bây giờ cô Hồng cầm đỡ cái số này đi, ngày mai cô Hồng quay lại đây, con sẽ đưa đầy đủ cho cô Hồng.
Con nhỏ này biết chơi đó. Được, ngày mai tôi qua tìm cô. Còn ba nữa, mai mốt nhớ đừng có mượn tiền nữa à. Khó ưa. Đi về. Cô Xuân. Thôi, bây giờ cứ lấy đỡ tiền của con trả cho cổ đi. Cái quán này mình còn giữ lại, làm ăn buôn bán mình lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Nhưng mà cô... Hay là con nghĩ như vậy, bây giờ cái quán của con với lại cái quán nước của cô Xuân á, mình gom lại làm một đi. Xong rồi cái tiền bán nước thì cô Xuân cứ lấy. Mỗi ngày cô Xuân rảnh cô Xuân phụ thêm cho con. Rồi mỗi tháng con gửi thêm chi phí cho cô Xuân nha. Cô đi đặt điều nói xấu con đủ thứ hết. Vậy mà con vẫn tốt với cô hả? Con là mẹ đơn thân, con nghe người ta xăm soi phán xét quen rồi, con không có để bụng đâu. Với lại ai mà không có sai lầm đúng không? Thôi cô Xuân đừng có nghĩ nhiều nữa. Bây giờ cô Xuân đồng ý gom quán chung với con nha. Trước mắt là thấy đỡ được cái tiền mặt bằng ở đây rồi nè. Hai cô cháu mình cùng làm để lo cho mấy đứa nhỏ nha cô. Cảm ơn con. Uống nước đi con. Coi bộ cũng đông khách dữ ha. Làm ăn không được đó chứ. Ai chứng nhật mà nói. Liên. Hôm nay thấy khách đông vậy á, con có mệt không? Có gì đâu mà mệt cô, khách càng đông càng vui. Cô nhìn khách đông vậy cô cũng mừng lắm. Nè, chắc là tại cô cháu mình hợp tuổi cho nên làm ăn được á. Chắc vậy đó cô. Để tôi chống mắt lên coi, hai người thân thiết được bao lâu. Bà, bớt phán xét người ta lại đi. Nếu con muốn trở thành nạn nhân á, thì bà nhìn bà Sưng kìa, rút kinh nghiệm. Ủa, chị Nga anh Chiến, vô ăn cháo ủng hộ cô Liên đi. Ê, tôi không cho bạn mượn tiền, không biết bà có giận tôi không ha? Từng ngày khác xưa rồi. Thôi, vô ủng hộ người ta đi. Con chào cô chú. Ngồi, ngồi, ngồi. Ê, vô. Coi bộ làm ăn được quá ha. Đồng khách quá trời đi. Ăn gì nè? Cho tôi hai tô cháo nha. Dạ. Hai tô cháo con. Dạ. Với hai chai nước. Có liền, có liền. Quán làm ăn cũng được quá ha. Tôi đã từng sống trong hoàn cảnh đủ đầy, có nhiều bạn bè dây quanh, và nghĩ đó là niềm hạnh phúc thật sự. Nhưng đến bây giờ, tôi mới nhận ra tiền bạc cũng chỉ là phù du. Cuộc sống hạnh phúc khi mình được đối xử chân thành. Khi mình gục ngã, có người ở bên cạnh an ủi động viên. Khi mình lâm nguy, có người đưa tay cho mình nắm lấy. Tôi đã may mắn gặp được người đó. Tôi đã từng coi người đó là tiện nhân, nhưng không ngờ cô ấy mới thật sự là ân nhân của cuộc đời mình. Tôi vô cùng biết ơn và mong sẽ có ngày báo đáp. Trời ơi, mày dặn con sao? Mẹ đã nói là con gái thì phải nết na, đi đứng nằm ngồi gì cũng phải duyên dáng. Làm cái gì mà ào ào vậy? Bây giờ đi rửa tay, dẹp cặp sách đi rồi mẹ nói chuyện với con nè. Sao mỗi lần muốn nói chuyện gì với mẹ vô vô để lâu ghê. Đừng nữa đó, thấy chưa? Con cứ làm cho mẹ ngứa mắt thì mẹ phải nói chuyện nó lâu thôi. Có chuyện gì rồi, mẹ nói chút không đi. Nhà mình có dư phòng, mẹ muốn cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Hai phòng luôn đó mẹ. Lấy đâu ra mà hai phòng? Phòng của con nữa. Con đừng nói với mẹ là con muốn ra ngoài mướn phòng ở trọ nha. Tự nhiên nhà mình dư phòng cho thuê, con đi ra ngoài ở là sao? Vô lý. Thì con lên đại học rồi mà, muốn trải nghiệm cuộc sống tự do một xíu thôi. Con ở trong nhà này con mất tự do lắm hay sao? Từ đó tới giờ con có làm gì theo ý mình được đâu. Ăn gì, uống gì, mặc gì, học gì, con cũng làm theo ý mẹ hết trơn á. Mẹ làm vậy á là tốt cho con hay là tốt cho mẹ? Bây giờ nói tóm lại á là con phải ở trong nhà, không có được ra ngoài thuê phòng ở, rồi xuống bếp phụ mẹ nấu cơm nghe. Dạ. Sao mình cảm thấy lo lắng cho khách ở trọ quá.
Dạ, có chuyện gì cô? Cuối tháng này con dọn đi nghe, cô lấy lại phòng á. Ủa, sao tự nhiên phòng con đang ở mà? Con thì ở ngon lành, nhưng mà cô mất ăn mất ngủ. Cô nói sao con có hiểu? Cô cứ tưởng là con phục vụ nhà hàng, mà con phục vụ quán nhậu. Ngày nào con cũng ăn mặc gợi cảm đi ra đi vô nhà cô. Hàng xóm người ta nhìn vô người ta đàm tiếu á con. Dạ nếu mà cô ngại á thì để con ăn mặc kín đáo hơn. Rồi nào con tới quán thì con sẽ thay đổi gợi cảm ra sau. Con á mang giày cao gót đi lên đi xuống cầu thang cứ lọc cà lọc cọc như cái móng ngựa vậy đó. Cô nhức hết cả đầu vậy. Dạ vậy để con mang dép lê. Rồi nào con tới quán á rồi con thay giày cao gót ra sau. Cô ha. Chưa hết đâu con. Cô không biết là con có bị bệnh rụng tóc không? Mà ngày nào cô dọn dẹp á, cô cũng thấy tóc của con á vương vãi khắp nhà. Nói cái chuyện mà cô nhặt tóc của con không á, cũng tốn hết cả buổi của cô á. Thôi, cô cho người ta thuê phòng á, mà cô xét nét từng ly từng tí như vậy á, thì cô để dành phòng cô ở luôn đi. Trời. Cái này á, không phải là con đang làm phiền cô, mà là cô đang làm phiền con, phải chuyển tới chuyển lui á. Nhưng mà nói chung là con không có vi phạm hợp đồng. Nếu mà cô muốn đuổi con á, thì cô bồi thường đi. Rồi con chuyển. Nè. Trời, hết nói nổi mà. Ủa cái gì mà ồn ào quá vậy mẹ? Thuê nhà người ta ở trọ mà ngang ngược chữ thần vậy đó. Bồi thường thì bồi thường chứ, miễn sao lấy được sự yên ổn cho cái nhà này. Trời, nhà mình có bao giờ yên ổn đâu mà mẹ đòi lấy lại. Nói cái gì vậy? Đăng tin tìm người thuê phòng giùm mẹ đi. Nữa hả mẹ? Lần này á là mẹ phải tuyển người thuê kỹ lưỡng hơn mới được. Nè ai mà vô. Ủa có chuyện gì vậy con? Bộ cô chưa nói với con á là không có được tụ tập nhậu nhẹt ở trong phòng hả? Trời, con chỉ ngồi vui chơi thôi mà, chứ đâu nhậu nhẹt gì đâu cô. Muốn chơi thì đi ra ngoài mà chơi, chứ tụ tập la hét ầm ĩ trong phòng như vậy cô nhức đầu lắm. Ở trong nhà cô á là phải đi nhẹ nói khẽ, cười duyên, biết chưa? Lâu lâu cho tụi con thoải mái chút đi, chứ đâu có vui chơi giữa đêm giữa khuya gì đâu, hay là giữa trưa gì đâu mà cô cấm. Muốn thoải mái thì đi mua đất cất nhà ở cho nó thoải mái. Trả phòng lại cho cô. Cô trong mấy người khách á, mà thuê trọ ở nhà mình á, mẹ thấy thằng Hiếu là ok nhất. Nó cũng là sinh viên giống con, nó biết đi thưa về gửi, rồi nó đi về đúng giờ đúng giấc, không có nấu ăn trong phòng, không tụ tập đàn đúm bạn bè, ăn ở thì sạch sẽ, im lặng nữa. Mẹ rất là hài lòng á con. Mẹ đang mô tả một người bị bệnh trầm cảm á. Con á cứ giễu cợt mẹ. Nè tính ra mẹ thấy nó còn biết điều hơn con á. Ồ dạ, chào cô. Hello em. Con xách cái bọc gì mà nặng vậy? À dạ mấy cái cây nè cô. Định đem về nhà chồng cho nó vui, ở nhà chán quá. Không hề vui nha con. Mẹ có gì đâu, trồng cây tốt mà. Nè, trồng cây thì phải tưới nước đúng không? Dạ. Tưới nước thì nó dơ, rồi nước nó thấm vô trong tường á, lâu ngày cái nó móc meo rồi nó bong tróc cái tường lên, nhìn ghê lắm con. À dạ, dạ con hiểu rồi, nhưng mà thôi để mốt con tưới á thì con tưới cho nó cẩn thận xíu, không có để nó văng lên tường ha cô. Con à, trên đời này á cô chỉ tin vào cái sự lo lắng của cô, mà cô lo cái gì là trúng cái đó nha con. Cho nên cô phải chặn cái sự lo lắng của cô từ ban đầu á. Dạ vậy thôi, để bữa sau con đem qua nhà bạn con chồng cũng được. Ừ dạ. Ủa cô bị gì vậy? Cô không biết ăn cái gì mà cô bị đau bụng tiêu chảy. Cô uống thuốc gì chưa? Có viên thuốc nào đâu mà uống. Nếu mà uống rồi á cô đâu có chạy dữ vậy. Giờ này tiệm thuốc nó đóng cửa hết rồi. Dạ. Cô đứng đây cô đợi con xíu nha. Cô đợi con xíu.
Dạ cô. Cô quăng cái nắm lá mơ này vô đi, nó cầm tiêu chảy êm lắm á. Ở đâu cũng có mấy cái lá này. Dạ mấy cái chậu con đem về á thì nó toàn là thảo dược không mà, trong đó có một cái chậu là chậu lá mơ, nên con ngắt cho cô ăn nè. Mà hết thiệt không? Trời ơi cô yên tâm đi, tại hồi nhỏ con hay bị tiêu chảy lắm, cái ba mẹ con lấy cho con ăn nên con biết là nó hết, nên con đưa cô ăn nè. Cô ăn liền đi cô. Cô ăn thử. Cảm ơn con. Dạ dạ không sao cô. Dạ cô ăn liền nha. Trời ơi mẹ chắc chưa, mẹ chắc là mẹ hết hết đau bụng chưa mà mẹ đi chơi vậy? Mẹ khỏe rồi. Đêm qua nếu mà không nhờ nắm lá mơ của thằng Hiếu, chắc là mẹ mất ngủ sáng đêm á. Sáng nay không còn sức đâu mà đi Vũng Tàu với mấy bà bạn của mẹ. Đó, mẹ thấy giá trị của việc trồng cây chưa? Vậy mà mẹ không cho anh chồng. Thì mẹ đâu có biết mấy cái loại cây đó lại có lợi cho mẹ đâu. Đâu phải cái gì có lợi cho mình á thì mình mới đồng ý. Mình phải nghĩ tới lợi ích của người khác trước thì may mắn nó mới đến với mình sau. Mình nghĩ lợi ích cho mình thôi hả? Lợi thì có lợi thiệt, nhưng mà răng không có còn đâu nha mẹ. Hổng với mẹ hả? Có đâu, ý con nói vậy thôi mà. Dạ, chào cả nhà. À, có. Cô hết đau bụng chưa? À, hết hẳn luôn rồi anh. Nhờ nó lá mơ của anh. Ai mượn con vậy? Lúc nào cũng lanh chanh cái miệng. À dạ cô ơi, con có chuyện này con muốn nói với cô á. Là ngày mai á con phải tăng ca nên phải về trễ xíu, có gì cô thông cảm mà cô mở cửa con nha. Nhưng mà trễ là mấy giờ vậy con? Dạ chắc khoảng 12 giờ. 12 giờ hả? Vậy là không được rồi, 9 giờ là cô đã đi ngủ rồi. Mà cô đợi mở cửa con là 12 giờ thì mất cái giấc ngủ bình yên của cô rồi con. Mà mất ngủ là nó ảnh hưởng đến tâm trạng, là tới nhan sắc. Không ấy con cứ tập trung việc học đi, đừng có đi làm thêm nữa được không? Trời đất ơi, sinh viên người ta xin vô công ty nước ngoài đâu có dễ đâu. Cơ hội tốt mà mẹ khuyên người ta nghỉ. Bây giờ thôi mẹ đừng có lo, mẹ có buồn ngủ quá thì mẹ đi lên trển mẹ ngủ đi. Để con canh con mở cửa cho ảnh. Càng không được nữa. Nếu như con không nghỉ việc làm thêm được á thì ổng ấy con tìm phòng trọ khác mà giờ giấc nó tự do hơn á, để cho con thoải mái nghe. Mẹ, mẹ mà như vậy nữa là mốt con có đăng tin giúp mẹ thuê trọ nữa đâu nha. Dạ thôi được rồi. Con hiểu rồi cô. Thôi để con tìm phòng trọ khác. Con tìm lẹ lẹ nghe. Dạ thôi cả nhà con đi. Alo, tôi nghe nè. À, xe tới rồi hả? Tôi ra liền. Mẹ đi nghe. Dạ, vậy để con xách đồ giùm mẹ nha. Ừ. Ngủ cái gì mà ngủ như chết vậy trời. Anh cướp. Ngủ cái bàn cướp. Cô sao không cô? Cô không sao hết. Dạ dạ. Mà nhờ có con á, chứ nếu không cô không biết mình đang sao rồi. Dạ cô không sao là được rồi. Cảm ơn con nha. Dạ. Mẹ ơi, mẹ uống miếng nước cho bình tĩnh lại nha mẹ. Sao rồi mẹ? Mẹ khỏe chưa mẹ? Hiếu à, con không cần phải dọn phòng đi đâu hết á. Con cứ ở lại đây đi. Đúng rồi đó mẹ. Ai ở thì cũng vậy thôi à. Không gặp vấn đề này thì gặp vấn đề khác. Vấn đề không phải là từ người khác, mà vấn đề là xuất phát từ mẹ. Mẹ thấy khó chịu với bất cứ những gì không thuận mắt mình. Không phải là do người khác khó ưa đâu, mà là do góc nhìn của mẹ khó ưa đó. Hiếu, cô không cho con trồng cây, nhưng chính nhờ những cái lá mơ của con á mà cô hết đau bụng giữa đêm.
cô không cho con tăng ca về khuya. Nhưng hôm nay nếu như con không về khuya thì cô không biết là bây giờ mình sẽ ra sao nữa. Từ nay thay vì xét nét người khác thì cô sẽ tu sửa lại bản thân của mình. Có lẽ tại vì mẹ quá khó chịu cho nên ba con mới kiếm cớ đi làm ăn xa như vậy. Không phải đâu mẹ, mẹ đừng có nói như vậy. Còn con á, con có muốn dọn ra ngoài ở thì mẹ cũng không cấm cản nữa đâu. Giờ mẹ tuyệt vời vậy rồi, ai mà muốn đi nữa. Rồi ba cũng sẽ kiếm việc gì á, về gần nhà mà làm thôi à. Em cảm ơn anh Hiếu nhiều nha. Anh hẹn em ra đây chi vậy? Là anh nhớ muốn gặp em. Sao? Hành à? Anh biết là cho đến thời điểm bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Hôm nay anh sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Hằng, làm vợ của anh nha. Anh đứng dậy đi. Em sao vậy? Anh đứng dậy đi rồi mình nói chuyện. Thực ra thì không phải là em không muốn nhận lời, mà là em nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp lắm. Sao mà chưa thích hợp được? Mình quen nhau cũng 1 năm rồi, hai bên gia đình cũng biết rõ về nhau quá rồi. Bây giờ em hết thương anh rồi hả? Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Chỉ là em nghĩ đến khi nào anh có tiền xây nhà, lúc đó mới tính đến chuyện cưới xin. Cái gì? Cất nhà cưới vợ. Dạ đúng rồi, năm nay con 26 tuổi rồi, chứ phải 6 tuổi đâu mà không cho cưới vợ. Nhưng mà bây giờ á, ba má lấy đâu ra tiền đưa cho con cất nhà? Bao nhiêu tiền ba má dành dụm được đều đưa cho con á, làm vốn làm ăn hết rồi. Đúng rồi đó, có nhiều tiền ba má đưa con hết rồi còn đâu. Lớp thì cho con học nghề, rồi mở tiệm điện thoại, mở quán nhậu nữa chứ. Mà con coi, có cái nào con làm cho thành công đâu, cái nào cũng bỏ ngang nửa chừng hết trơn á, rồi tiền ba má cũng trôi hết vô đó, có đâu nữa mà xây nhà. Đất đai á thì mình có sẵn, nhưng mà muốn cất nhà thì cũng phải cần vài 300 triệu. Lấy đâu ra hả con? Ba má hết tiền hay là ba má giấu con vậy? Con nói cái gì kỳ vậy? Tại sao ba má lại giấu con? Bây giờ con cứ chí thú làm ăn tầm khoảng 2-3 năm nữa đi, rồi con tích góp lại có bao nhiêu, thiếu bao nhiêu thì lúc đó ba má sẽ bù cho con, thì con cũng có tiền xây nhà cưới vợ được mà. Cái gì vậy má? 2-3 năm nữa mới cưới? Trời đất ơi, má không nghe người ta nói hả? Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Dèm pha cái gì không biết nữa. Ba thấy cái chuyện này dễ mà. Khi nào con cưới vợ á thì con dẫn vợ về đây, hai vợ chồng sống chung với ba má. Đúng rồi, ba má chỉ có mình con là con trai một mà, nhà mình rộng rãi mà, phòng ốc đầy đủ, đâu có lý do gì mà con phải cất nhà để đi ra ngoài ở riêng. Đâu có được ba, bây giờ á cổ đồ con xây nhà thì cổ mới lấy con, chứ con có muốn gì đâu. Con người ta sanh ra là ở Bạch Đích rồi, còn con á sống 26 năm rồi mà không thấy Bạch Đích ở đâu, nghĩ mà chán thiệt. Ủa Bình, con đi đâu vậy? Quay đâu mà kệ con. Con đứng lại đó. Bây giờ con muốn đi đâu hả? Chứ giờ con ở nhà, ba má không lo được cho con, con nhà làm cái gì? Ba má không lo cho con mà cho con tiền đi học nghề, mở tiệm điện thoại, mở quán nhậu. Con thất bại á là do con học hành không tới nơi tới chốn, làm ăn á cũng không chịu kiên trì tới cùng. Con dứt cả đống tiền qua cửa sổ là do ba má hay sao? Bây giờ ba má đổ thừa cho con nữa hả? Ba thấy không, thằng Hùng con có 10 giàu, nó muốn làm ăn cái gì thì ba đầu tư cho nó, nó phá cái chút tiền bạc của ổng rồi. Mà đến khi nó lấy vợ thì bây giờ ổng chỗ một căn biệt thự, một chiếc xe sang, chẳng có chút tiền bạc làm vốn. Còn con thì sao hả?
có vài trăm triệu thôi mà ba má tưởng là vài trăm tỷ. Con ơi, con đã bỏ nhà đi một lần rồi đó, mà lần đó con về con bệnh nặng lắm, con nhớ không? Cái gì cũng phải từ từ, nghe ba má nói cái đã chứ. Ba má khỏi cần lo cho tôi, ba má muốn tôi tự lập mà. Ok, tôi sẽ tự lập, tôi tự lo, không cần ba má phải lo. Được rồi, nếu như mày muốn như vậy á thì mày con mày đi đi, không giờ giải chịu nghe chưa. Thôi mà tôi xin mà. Hay là bây giờ như vậy nè, nếu như con cần tiền để xây nhà cưới vợ thì má sẽ cầm sổ đỏ của nhà này, má lấy tiền má đưa cho con nha. Bà làm cái gì vậy? Cầm nhà lấy tiền đưa cho nó, rồi tôi với bà đào đâu ra tiền để đóng lãi ngân hàng hả? Tôi nói trước, tôi không có ký đâu. Ủa nhưng mà tụi nó cưới nhau xong, tụi nó sẽ cùng nhau đi làm rồi kiếm tiền trả nợ mà, đúng không con? Dạ đúng rồi má. Sau khi cưới nhau về rồi vợ chồng con sẽ làm ăn rồi con trả lãi ngân hàng, má cứ yên tâm. Đó. Thôi được rồi, quyết định vậy đi, đưa đây cho má. Anh có tiền xây nhà rồi, làm vợ anh nha, lần này á không được từ chối nữa nha. Tiền ở đâu mà anh xây nhà nhanh quá vậy? Thì anh làm dữ, ba mẹ của anh á cầm sổ đỏ cho anh có tiền xây nhà. Anh cũng biết rồi đó, anh là con một, ba mẹ mới thương anh thôi. Anh Bình, em nói với anh á là khi nào anh đủ tiền xây nhà em sẽ đồng ý cưới anh, là tại vì em muốn thấy trách nhiệm của một người đàn ông, muốn thấy được cái khả năng kiếm tiền của anh, rồi muốn thấy anh có phải là một người đàn ông tốt đem dựa vào hay không, xong rồi em mới quyết định. Bây giờ em có quyết định của riêng em rồi, mình chia tay đi. Em sao vậy Hằng? Hằng ơi, Hằng nghe nói nè. Đây con xem kỹ đi rồi ký ha. Dạ. Chú, chú là chủ hãng xe nổi tiếng vùng này. Khi mà chú bắt đầu kinh doanh á thì chú có bao nhiêu tiền trong tay vậy chú? Hai bàn tay trắng. Dạ, chỉ có hai bàn tay trắng thôi chú. Đúng vậy, hai bàn tay trắng này là vật tích của chú từ đầu đó. Cậu có biết vật tích thật sự của một con người là gì không? Dạ, con muốn biết đó chú. Đó chính là năng lực của bản thân mình, không dựa dẫm bất cứ vào ai hết. Nếu như mình dựa dẫm thì mình sẽ bị dẫm bẹp. Đó chính là ý nghĩa của hai từ dựa dẫm. Con hiểu chứ? Dạ. Nhìn vào ai cũng nghĩ là gia thế cha mẹ của chú khủng lắm, nhưng thực sự xuất phát của chú là một người lơ xe. Dạ, lơ xe hả chú? Đúng vậy. Dạ, đúng là khó tin thiệt luôn á chú. Những năm tháng chú còn trẻ, chú đi làm nghề lơ xe, chú làm bằng tất cả sức lực của mình, đôi khi nguy hiểm đến cả tính mạng của mình nữa. Cho nên người chủ rất quý chú. Rồi khi cơ may đến là chú nắm bắt liền. Dần dần ước mơ trở thành hiện thực. Xuất phát điểm của mỗi người không phải là tiền, mà xuất phát điểm của mỗi người chính là năng lực của bản thân mình. Mỗi con người chúng ta đáng giá hơn đồng tiền rất nhiều. Con hiểu chứ? Dạ. Thôi vì con coi là hợp đồng ấy, có gì thắc mắc các con cứ nói chú. Dạ chú. Sao con? Dạ chú cho con xin lỗi. Con có thể thay mặt bằng của chú để mở cửa hàng, nhưng không phải bây giờ. Không lẽ những chia sẻ vừa rồi khiến cho con không tự tin là mình sẽ thành công à? Dạ không phải đâu chú. Tại bây giờ con muốn thành người trước khi thành công. Con không muốn mạo hiểm căn nhà của ba má con đang ở. Chú, hãng xe của chú còn tiện lên xe không chú? Cho con xin vào làm đi chú. Con chào ba. Ủa, sao nay con về sớm vậy? Dạ hôm nay đường vắng á ba, nên xe nhanh hơn mọi khi. Bình về rồi hả con? Dạ má. Má, con này cho má nè.
Cái gì đó? Đây là 3 tháng lương đầu tiên của con. Má giữ giùm con nha. Thôi, tiền con giữ đi, má giữ làm chi? Gom đó để dành cưới vợ nữa. Má cứ giữ đi. Má xài cái gì má cứ xài. Còn dư á thì má giữ giùm con. Tháng sau con thi lấy bằng lái, làm tài xế, đi xuất khẩu muốn làm lên xe. Con nó nói như vậy á thì bà cứ làm theo ý nó đi. Nếu vậy thì để má giữ giùm cho. Chứ bà má không chi tiêu gì đâu. Mà con làm gì cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe không? Dạ, con biết rồi má. Dạ, chú Phú á ba. Chú Phú mở rộng thêm công ty vận tải. Thì chú Phú nói là con 3 tháng qua làm việc tốt quá, nên chú muốn con học bằng lái xe để phụ chú làm tài xế. Sẵn con có thêm cơ hội nữa. Vậy thì tốt quá. Dạ. Ba má, cháu cũng xin lỗi ba má nhiều lắm. Trước đây con nông nổi, con cứ làm ba má buồn hoài à. Bây giờ con ra đường con làm việc rồi, con mới biết giá trị của công việc như thế nào, giá trị đồng tiền nó như thế nào. Ba má đừng buồn con nha. Từ đây về sau, con hứa là con sẽ không làm cho ba má khổ tâm nữa. Nghe con nói vậy ba má vui lắm. Con bắt đầu trưởng thành rồi đó. Dạ. Thôi, con tranh thủ vô tắm rửa đi, rồi cả nhà mình cùng ăn cơm. Dạ. Dạ, cơm canh con chuẩn bị xong hết rồi, mời cả nhà mình xuống ăn cơm. Má mời bé Hằng qua ăn cơm, mà nãy giờ em phụ má dưới bếp. Con. Ông xuống phụ tôi, mau. Em qua chơi anh thấy không vui hả? Vậy thôi em đi về nha. Không có. Tại anh vui quá, anh không biết nấu cái gì hết. Công việc mới của anh có ổn không? Công việc mới của anh thì đối với anh thì rất là tốt. Nhưng mà chắc em không thích bạn trai của mình làm lái xe đâu hả? Công việc nào cũng trân quý mà. Chỉ cần anh kiếm tiền đàng hoàng bằng chính năng lực của anh là được rồi. Em nói thiệt hả? Bộ em hay gạt anh lắm hả? Không có. Nhưng mà cái nghề của anh sẽ lâu lắm mới xây nhà được. Nhưng anh đã xây được niềm tin trong lòng của em rồi. Chỉ cần anh chăm chỉ, cố gắng làm việc, sống trên đôi chân của mình, em tin chắc chắn anh sẽ thành công. Em nói vậy là chuyện của anh với em. Em sẵn sàng làm vợ của anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Ba má ơi, anh chưa lấy con đâu ba má ơi. Anh cảm ơn vợ.